kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 2, sẽ kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Chủ đề 14, ôn tập cuối năm. Bài 73, ôn tập đo lường. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm các bài luyện tập trang 131. Bây giờ chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu như sau. Tính ở ý A, chúng ta sẽ cộng, trừ, nhân, chia các phép tính có kèm đơn vị là kg. Khi thực hiện tính, các em thực hiện tính cộng trừ nhân chia bình thường. Sau đó chúng mình sẽ điền kèm thêm đơn vị là kg nhé. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình làm bài nào. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Ở đây phép tính 35kg cộng 28kg, chúng ta tính được kết quả là bằng 63kg. Phép tính 72kg trừ 15kg, ta tính được kết quả bằng 57kg. Phép tính 2kg nhân 10, ta thực hiện tính được kết quả là bằng 20kg. Phép tính 15kg chia 5, chúng ta tính được kết quả là 15kg chia 5 bằng 3kg. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 1 ý A. Ở bài tập này, củng cố cho các em các thực hiện phép tính cộng trừ nhân chia có đơn vị là kg. Tiếp tục chúng mình làm bài tập 1 ý B. Các em hãy vận dụng kiến thức cộng trừ nhân chia mà các em đã được học để chúng ta thực hiện tính kết quả. Và ở đây có kèm đơn vị đo là nít. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình làm bài nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Phép tính 76 lít cộng 15 lít bằng 91 lít. Phép tính 85 lít trừ 27 lít bằng 58 lít. Phép tính 2 lít nhân 8, chúng ta thực hiện 2 nhân 8 bằng 16 và 16 ở đây là 16 lít. 30 lít chia 5, ta được là bằng 6 lít. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1, củng cố cho các em phép tính cộng trừ nhân chia có kèm đơn vị là nít. Bài tập 1 ý C, chúng ta hãy vận dụng cách tính cộng trừ nhân chia mà các em đã được học để chúng ta làm bài. Và lưu ý chúng ta sẽ ghi kèm đơn vị sau kết quả của phép tính đó. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình làm bài nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Phép tính đầu tiên là 7km cộng 3km bằng 10km. 35m trừ 8m bằng 27m. 5cm nhân 4 bằng 20cm. 20dm chia 5 bằng 4dm. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 1 ý C. Ở bài tập số 1, IC cũng củng cố cho các em phép tính cộng trừ nhân chia có đơn vị đi kèm. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi. A. Con mèo cân nặng mấy kg? B. Quả dưa cân nặng mấy kg? Để trả lời được hai câu hỏi này, các em hãy quan sát bức tranh. Bức tranh thứ nhất đó là hình ảnh con mèo và bên cân bên kia đó là một quả cân 1kg và quả cân 3kg. Đây là chiếc cân bàn. Ở bên phía tay phải là hình con mèo, chú mèo đứng ở trên chiếc cân và bằng với trọng lượng cân ở bên hai quả cân này. Đó là 1kg và 3kg. Vậy thì chúng ta có thể trả lời là con mèo nặng 4kg. Còn ở đây là quả dưa và thêm một quả cân 1kg nữa thì mới bằng quả cân bên này là 3kg.
Vậy muốn biết quả dưa nặng mấy kg thì mình sẽ lấy số quả cân là 3 kg, trừ đi quả cân 1 kg thì còn lại là 2 kg. Vậy quả dưa này nặng 2 kg. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ chúng mình sẽ làm tiếp bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau. Có các can đựng đầy nước như sau: 10 lít, 2 lít, 3 lít, 5 lít. Ý A, bạn Mai muốn lấy 2 can để được 12 lít nước thì lấy 2 can nào? Các em hãy quan sát và nhẩm xem chúng ta sẽ lấy 2 can nào giúp bạn Mai để bạn có được 12 lít nước nhé. Mời các em hãy suy nghĩ nào. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Ở đây chúng ta sẽ lấy 10 lít nước cộng với 2 can 2 lít nước, đó là 12 lít. Câu B, bạn Việt muốn lấy 3 can để được 10 lít nước thì lấy 3 can nào? Chúng ta hãy giúp bạn Việt lấy 3 can nhưng phải phù hợp với yêu cầu, đó là có 10 lít nước. Chúng ta hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi nhé. Đáp án của cô như sau. Chúng ta sẽ lấy can 2 lít cộng với 3 lít cộng với 5 lít thì ta được 10 lít nước. Như vậy chúng mình đã giúp được bạn Việt lấy 3 can để có 10 lít nước rồi đấy. Như vậy qua bài tập số 3 giúp chúng mình củng cố về cách ước lượng, cách cộng các số có đơn vị đo là lít.